Video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để mà giao dịch trên P2P của sàn Binance Tức là mình sẽ mua bảng Bitcoin và cả cái đồng tiền điện tử khác bằng tiền Việt Nam đồng mình có trong tài khoản ngân hàng Đầu tiên hết thì mình sẽ tìm hiểu qua về giao dịch P2P ở trên Binance P2P ở trên Binance đó là những cái giao dịch mà mình sẽ mua hoặc là bảng tiền điện tử, bạn coin bằng tiền Việt Nam đồng Ví dụ như mình có tiền Việt muốn mua coi thì mình sẽ dùng tiền Việt của mình ở trong tài khoản ngân hàng và mình lên trên sang Binance vô trong giao dịch P2P để mà mình mua coi bằng tiền Việt và nếu như mình muốn mình đang có coi ví dụ như mình đang có Bitcoin mình muốn bán ra tiền Việt thì mình cũng có thể lên trên P2P của Binance mình đặt lệnh bán coi thì sau đó thì mình sẽ nhận được tiền Việt về trong tài khoản ngân hàng của mình và Binance P2P nó là một cái nền tảng để giúp cho mình có cái công cụ để mà giao dịch và Sang sẽ là bên trung gian đứng ra để mà cung cấp những cái công cụ đó cũng như là giải quyết những cái uh, kiểu này khi mà liên quan tới uh, khi mà một cái giao dịch nó phát sinh một cái vấn đề gì đó thì Sang sẽ là đứng ra làm cái trung gian giải quyết cái vấn đề đó đầu tiên là hướng dẫn anh em những cái bước để mà giao dịch mua coi ở trên P2P bằng tiền Việt Đầu tiên thì mình sẽ đặt một lần mua coi ở trên Binance P2P. Bước thứ hai là nó sẽ xuất hiện một cái thông tin về tài khoản của người bạn. Lúc đó thì mình sẽ chuyển tiền vô trong cái tài khoản đó và mình nhận vô cái nút là đã chuyển tiền để thông báo cho người bạn là mình đã chuyển tiền rồi. Lúc này thì mình sẽ cần chờ thời gian khoảng vài phút để người bạn mở cái tài khoản lên để mà xác nhận là mình đã chuyển tiền. Khi mà người bạn đã nhận được tiền rồi thì Uh, lúc này họ sẽ vô trong sang để mà xác nhận cái giao dịch cho mình Và lúc này thì mình sẽ là cái giao dịch đó sẽ thành công Và mình sẽ là nhận được cái số coi tương ứng với cái số tiền mà mình mua Trường hợp thứ tư, uh, đến ngang cái bước thứ ba là là kết, kết thúc rồi, giao dịch đó đã kết thúc rồi Nhưng mà nếu như mà trường hợp mà người bạn họ nhận được tiền rồi mà họ không có xác nhận giao dịch thành công Thì mình tại vì bước thứ tư là mình sẽ có hai bước trong cái bước thứ tư này là mình đầu tiên thì mình sẽ phải liên hệ với người bán là ví dụ như khi mà mình chuyển tiền vô rồi mà họ bận một cái việc gì đó có thể 50 phút hoặc là 15 phút sau họ chưa có liên lạc hoặc là họ chưa uh, xác nhận thì mình sẽ đầu tiên thì mình sẽ tìm cách để mà liên hệ với người bán thì khi mà giao dịch thì nó sẽ có một cái khung để mà mình chạc với người bán và nếu như mà mình không liên hệ được thì mình sẽ tới với cái thứ hai là mình sẽ khiếu nại về sang Binance lúc này thì mình sẽ cung cấp một cái thông tin đó chính là cái biên lai like chuyện tiền thì lúc này sang sẽ là trung gian đứng ra giải quyết cho mình chỉ cần mình thực hiện đầy đủ các cái yêu cầu thì sang sẽ là giải quyết cho mình thôi anh em cứ yên tâm không có vấn đề gì về chuyện mất tiền ạ rồi thì cái cái video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em từng cái bước như sau ví dụ như anh em muốn mua bitcoin bằng tiền Việt thì mình sẽ dùng cái tiền Việt mình có trên uh, tài khoản ngân hàng đó mình vô trong Binance P2P mình mua đồng USDT cái đồng này chính là cái đồng stable coin nó giống như là một cái đồng đô la ở ngoài đời đó cái đồng này nó sẽ ổn định về giá nó không tăng hoặc là giảm giá giống như Bitcoin đó thì đầu tiên thì mình sẽ dùng tiền Việt để mình đổi qua tiền uh, USDT mình mua rồi sau đó thì mình sẽ dùng cái tiền USDT này mình sẽ đặt lệnh ở trên sàn để mà mình mua Bitcoin theo những cái giá cả mà mình muốn rồi thì tiếp đến là phần chuẩn bị Thì đầu tiên thì anh em phải có một cái tài khoản ở trên sàn Binance Cái thứ hai là mình sẽ xác minh danh tính cái tài khoản đó Thì anh em cần một cái giấy tờ, ví dụ như là uh, Căn cước công dân này hoặc là bằng lái. Uh, thì anh em dùng căn cước công dân được Đó thì mình sẽ xác minh danh tính với sao? Tức là mình sẽ cái xe cái tài khoản này Giống như kiểu là mình xác minh mình là người dùng thật đó Cái thứ ba là mình cần một cái tài khoản ngân hàng thì anh em có thể dùng những cái ngân hàng lớn như là Vietcombank hoặc là Vietinbank chẳng hạn. Để mà mình dùng để mà mình nhận tiền hoặc là mình chuyển tiền khi mà giao dịch P2P. Và anh em lưu ý cho mình là cái tài khoản ngân hàng này phải là cái tài khoản chính chủ. Có nghĩa là khi mà mình xác minh danh tính thì mình sẽ dùng cái căn cước của mình, tên của mình. Và khi mà mình tạo cái tài khoản ngân hàng đó thì mình cũng phải dùng cái giấy tờ cùng với cái giấy tờ mà mình đã tạo đó đó tức là mình sẽ dùng chung cái giấy tờ mà mình dùng ở trên sàn và dùng khi mà mình tạo tài khoản ngân hàng thì cái này sẽ là một đó rồi thì đó là những cái cần chuẩn bị tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để mà giao dịch mua bạn coi ở trên P2P đầu tiên là giao dịch mua ờ, thì đầu tiên hết đó thì anh em phải có một cái tài khoản ở trên sàn Binance trước tiên này thì ở đây thì đối với những anh em nào mà chưa có tài khoản thì mình sẽ để cái đường link đăng ký tài khoản ở trong cái phần mô tả của cái video này anh em nhập vào link mình nhập thông tin và mình đăng ký một tài khoản tiếp đến là mình sẽ đăng nhập vào trong tài khoản và mình sẽ với cái bước tiếp theo là mình sẽ xác minh danh tính cái tài khoản của mình ở trong này nó sẽ có cái phần là vô tổng quan mình sẽ chọn vào trong cái phần là đây, tài khoản này đó nó sẽ có cái phần xác minh ở đây đó thì mình sẽ vô đây dùng giấy tờ của mình làm theo các cái bước yêu cầu mà sang họ uh, yêu cầu mình làm. Rồi. Tiếp đến thì mình sẽ tới với cái phần uh, vô trong cái uh, phần thanh toán đây này, này. Rồi mình sẽ thêm người ta khoản ngân hàng của mình vô đây. Ở đây thì mình sẽ vô trong cái phần thêm phương thức thanh toán. Mình sẽ chọn là chuyển khoản ngân hàng này. Rồi khi mà xác nhận xong thì anh em thấy uh, nó sẽ có cái phương thức thanh toán nó sẽ hiện thị ở đây rồi tiếp đến mình vô trong cái phần giao dịch mình chọn vô trong P2P đây là nơi mình sẽ đặt lệnh mua bạn ở trên P2P đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu đến em một vài cái thông số ở trong này mình cần sẽ chuyển về đây tiền việt rồi bên này sẽ có hai cái tập mua vậy là bạn và nó sẽ tương đương với là mình muốn mua thì mình vô đây bạn mua bên này mình sẽ chọn cái đồng coi bên cạnh thì nó sẽ có danh sách những đồng coi mà sang hỗ trợ thì mình sẽ chọn đồng nào để mà giao dịch thì mình sẽ chọn một trong đồng đó tiếp đến thì mình sẽ thấy danh sách ở phía dưới những người mà mình sẽ chọn để mà mình mua ở đây thì mình sẽ kiểm tra ba cái thông số ờ, cái đầu tiên thì mình sẽ chọn là mình sẽ kiểm tra là số lần này số lần giao dịch này Cái thứ hai là tỷ lệ hoàn tất và cái thứ ba là phản hồi tích cực thì mình chọn ba cái số này càng cao càng tốt đặc biệt là tỷ lệ hoàn tất này đó, mình chọn trên 98 phần trăm là tốt rồi tiếp đến là mình có giá để mà mua uh, theo tiền Việt giá mua USDT theo tiền Việt tiếp đến là mình có cái phần khả dụng và giới hạn đây là cái giới hạn để mình có thể giao dịch được với người này thì nó sẽ nằm trong 700 triệu cho tới 1 tỷ 6 đó thì mình uh, sẽ giao dịch ở trong cái vùng đó ở dưới thì mình không không có giao dịch được ở trên cũng được ví dụ như người này đi là hai triệu cho tới 7 triệu rưỡi có nghĩa là mình sẽ mua trong khoảng tiền từ 2 triệu cho tới 7 triệu rưỡi còn mình muốn mua một triệu cũng được mà mua 8 triệu cũng không mua được rồi thì đó là cái phần giới hạn tiếp theo là mình sẽ có phân thức chuyển khoản thì đa số thì nó sẽ sử dụng là phân thức chuyển khoản là ngân hàng đó thì những cái thông số này anh em phải kiểm tra trước khi mà giao dịch ờ, thì đó là phần để mà mình nhìn kiểm tra sơ bộ thôi còn khi mà mình muốn mua thì mình sẽ phải vô trong cái nút là mua USDT ở đây đó thì nó sẽ có thêm cái thông số là thời gian mở khóa trung bình có nghĩa là thời gian để mà mình kết thúc giao dịch đó thì cả thời gian này mình chọn những cái người mà có thời gian mở khóa càng thấp thì càng tốt ví dụ như là dưới 5 phút thì tốt còn phía trên thì mình phải đợi hơi lâu ví dụ như mình thấy đây 8 phút thì mình đợi hơi lâu một chút thôi uh, tiếp đến là mình sẽ có điều khoản của nhà quảng cáo thông thường thì ở đây thì nó sẽ có một vài cái yêu cầu ví dụ như là tài khoản giao dịch chỉnh chủ tức là cái tên của mình phải khớp với cái tên của tài khoản Binance. Rồi chuyện khoản thì mình sẽ ghi nội dung là số lần Đó thì mình phải tuân theo những cái điều khoản mà họ đưa ra. Nếu mình không có tuân theo thì mình phải gặp một vài cái tình trạng mà giống như là mình phải đợi hơi lâu thôi để mà họ kiểm tra tài khoản của mình thì hơi lâu. Đó ví dụ như là những người này thì họ không có điều khoản gì cả thì mình có thể uh, giao dịch thoải mái. Rồi thì đó là cái cách để mà mình uh, kiểm tra để mà mình chọn thương nhân Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em mua ở USDT bằng tiền Việt ở trên Binance P2P Ở đây thì mình sẽ chọn vô mua này, chọn USDT này Mình sẽ nhập cái số lượng tiền mà mình muốn mua Ví dụ như mình muốn mua khoảng 20 USDT Tức là khoảng 500 ngàn tiền Việt đó Thì mình sẽ nhập vào đây là 500 Thì để mà Sang sẽ tìm cho mình những cái thương nhân nằm trong cái vùng giới hạn của mình Tiếp để là mình sẽ xem ở trong này, mình sẽ lựa chọn ra những cái thương nhân mà mình sẽ giao dịch Ví đây mình có người là vnp2p.com này, này Đó, thì uh, số lần lớn này, tỷ lệ hoàn tất tới 100% này Thì mình sẽ chọn Ở đây thì mình sẽ chọn vô trong cái nút là mua USDT Và mình cần đọc uh, nội dung uh, về điều khoản mà họ đưa ra Đầu tiên là mình phải là nội dung chuyển khoản Khi mà mình uh, chuyển tiền trong ngân hàng đó, là mình phải uh, điền cái số lần uh, Số lần này thì lạc nữa, khi mà giao dịch thì mình sẽ có Thì mình sẽ điền vô trong đó rồi cái thứ hai là uh, chỉ nhận tiền từ tài khoản chính chủ có nghĩa là mình chỉ sử dụng cái giấy uh, tờ của mình để mà mình xác minh danh tính ở trên sang Binance thì mình uh, sẽ dùng cái giấy tờ đó để mà mình tạo tài khoản ngân hàng tiếp theo là mình uh, đừng có ghi nội dung ở trong uh, phần chuyển khoản mình đừng có ghi là liên quan tới uh, tiền điện tử hay là tiền ảo hay là gì cả rồi thì mình phải tuân theo những cái yêu cầu đó tiếp theo là mình sẽ um, nhập số tiền Rồi, ở đây thì mình sẽ được quy ra thành USDT Lúc này thì mình sẽ bấm, bấm vô là mua USDT này rồi Sau khi mà mình đặt lệnh thì ở đây Mình thấy uh, Mình có khoảng là 30 phút để mà mình thực hiện chuyển khoản Đầu tiên mình có phân số lệnh này Đó thì lát nữa khi mà mình uh, giao dịch đó Thì mình sẽ copy cái này, mình dạng vô cái phần nội dung chuyển khoản Cái thứ hai là mình sẽ chuyển 500 ngàn Đây là số lượng tiền mình chuyển rồi, và đây là tiền mà mình sẽ nhận được thành USDT đây nội dung chuyển khoản là mình sẽ ghi số lần này đây này đó thì hai này nó giống nhau này đó thì mình sẽ copy cái này để mà mình dạng vào phần nội dung chuyển khoản tiếp theo là mình sẽ có tên ngân hàng này số tài khoản ngân hàng này và đây là ngân hàng Á à Châu ACB này đó rồi lúc này thì mình sẽ bắt đầu mở cái app của mình lên để mình chuyển tiền rồi như vậy là mình đã vừa chuyển tiền thành công Bên này thì mình sẽ chọn là đã chuyển tiền và thông báo cho người bán Rồi, chọn xác nhận Rồi, ở đây thì mình sẽ có 10 phút à, 10 phút trong vòng 10 phút này thì bên kia họ sẽ mở tài khoản lên để mà kiểm tra Để họ kiểm tra Khi mà có tiền rồi thì họ sẽ mở khóa này cho mình Là mình sẽ nhận được là 19.86 đô này rồi đây có hai trường hợp xảy ra, một là bên này mà kiểm tra có tiền rồi thì họ sẽ mở khóa cho mình, như vậy là kết thúc giao dịch. Cái thứ hai là nếu như mà đợi 10 phút này xong mà mình không có thấy bên này họ kết thúc giao dịch đó thì mình có thể chat với họ đây. Mình liên lạc với họ để mà nhắc họ giao dịch. Nếu mà không được nữa thì mình có thể có cái phần khiếu này ở đây. Mình chỉ cần cung cấp cái biên lai like chuyển khoản để mà sang sẽ đứng ra họ giải quyết cho mình. Rồi như vậy là mình đã vừa mua xong. Đây mình là nhận thành công đây. Rồi mình chọn vào trong xem số dư của tôi Lúc này nó nằm trong cái vị phân này Thì mình có thể chọn chuyển Nên Mình có thể chuyển về uh, cái vị uh, Chuyển từ cái vị phân của mình đây Tức là cái vị này Mình chuyển đến cái vị Fiat and spot của mình Để mà mình sử dụng 19.86 đô này Mình chuyển này Rồi, đó, thì như vậy là mình đã vừa chuyển xong Và mình có thể sử dụng để mà mình mua Hoặc là mình bạn coi ở trên xa Rồi sau đó thì mình sẽ vô trong phần giao dịch Chọn spot ở đây thì mình sẽ đặt lệnh giao dịch uh, mua Bitcoin bằng USDT. Thì đầu tiên thì mình sẽ tìm kiếm là BTC ở đây và mình sẽ chọn cái cặp coi là Bitcoin với USDT. Thì mình sẽ dùng USDT để mà mua Bitcoin. Thì anh em thấy ở đây là giả thị trường này. Đây là cái ôm mình sẽ đặt lệnh mua. Đầu tiên là mình sẽ chọn giá mua. Ví dụ như là 67 nha. Chọn số lượng coi muốn mua. Sau đó thì mình sẽ nhập nhập vào mua BTC xác nhận. Ở đây nó sẽ gửi lệnh vô trong cửa sổ chờ ở phía dưới. Khi mà giá thị trường là về bằng 67 nha thì nó sẽ tự động mua Bitcoin và cái số lượng mà mình đặt lệnh ở đây. Rồi khi mà mình mua xong thì mình mua xong thì cái coin này nó sẽ vô trong cái vị spot của mình. Đó thì anh em có thể uh, tùy sử dụng có thể lưu trên sàn hoặc là uh, rút về những cái vị cá nhân hoặc là mình sẽ đặt những lệnh bạn ở những cái vùng giá cao hơn. Tiếp theo là hướng dẫn anh em những cái bước để mà bạn coi ở trên P2P ra tiền Việt. Bước đầu tiên thì mình sẽ đặt một lần bạn coi ở trên Binance P2P. Bước 2 thì mình sẽ chờ người mua họ chuyển tiền vô trong cái tài khoản của mình. Ở đây thì thông thường thì sẽ có khoảng 15 phút để mà họ thực hiện cái thao tác đó. Thao tác chuyển tiền. Bước 3 là mình sẽ vô trong cái tài khoản của mình, mình mở cái tài khoản lên, mình kiểm tra. Nếu mà mình đã nhận được tiền rồi thì lúc này thì mình sẽ quay trở lại vào trong cái giao diện của Binance P2P thì mình sẽ xác nhận là cái giao dịch đó thực hiện thành công. Trường hợp mà mình kiểm tra trong tài khoản của mình mà chưa có tiền thì mình phải đầu tiên là mình phải liên hệ với người mua là mình nhắc họ là chuyển tiền cho mình. Rồi, trong trường hợp mà mình chờ lâu quá mà họ không chuyển tiền thì mình tới cái bước thứ hai là mình sẽ khiếu nại và mình sẽ khiếu nại về sang Binance là mình chưa nhận được tiền từ cái giao dịch P2P đó thì họ sẽ hướng dẫn cho mình cái cách để mà giải quyết. Nếu như mà họ kiểm tra trong tài khoản của mình mà chưa có tiền đó thì họ sẽ hủy cái giao dịch đó để mình có thể thực hiện một cái giao dịch khác để mà mình mua. Đó thì em cứ uh, uh, tức là họ sẽ hủy cái giao dịch đó để mà mình bạn coi cho một cái người khác nhé. Đó thì em cứ yên tâm làm theo những cái bước mà mình hướng dẫn thì anh em có thể bạn thành công thôi quy trình bạn thì uh, ví dụ anh em muốn bạn một cái đồng coi nào đó hoặc là muốn bạn bitcoin chẳng hạn thì đầu tiên thì mình sẽ phải bạn bitcoin của mình ra usdt mình sẽ đặt lệnh ở trên cái giao dịch spot đó uh, thì mình sẽ đặt lệnh từ bitcoin mình bạn ra usdt sau đó từ usdt này thì mình sẽ đặt lệnh bạn ở trên p2p mình sẽ bán ra tiền việt đó thì ở đây tại vì sao mà mình phải bán bitcoin ra USDT tại vì nó là một cái đồng coi ổn định giá cả của nó ổn định còn bitcoin thì giá cả của nó nó có cái sự biến động quá lớn vì vậy mình không có mua bán trực tiếp ở trên P2P bằng tiền Việt được thì mình phải cho một cái cách khác là mình sẽ bán ra stable stablecoin sau đó thì mình sẽ bán ra tiền Việt đó thì đó là cái quy trình như vậy ở đây thì muốn bạn Bitcoin ra USDT thì mình sẽ chọn vào trong cái giao dịch chọn uh, spot. Và mình sẽ tìm kiếm là BTC, mình sẽ chọn cặp là BTC USDT ở đây. Rồi mình kéo xuống phía dưới. Uh, thì mình sẽ thấy đây là cái ô để mình nhập giá bạn này. Ví dụ như mình muốn bạn Bitcoin 70 000 thì mình chọn 70 000 ở đây. Mình chọn số lượng coi muốn bạn này. Và mình sẽ chọn bạn BTC. Chọn tiếp tục thì nó sẽ gửi lệnh mình vô trong cửa sổ chờ và khi mà giá thị trường nó tăng lên 70 ngàn thì nó sẽ tự động bán cái số lượng Bitcoin mình đặt lên ở đây rồi khi mà bạn xong thì uh, giả sử như mình khiêm nó khớp lên rồi nha nó khớp lên rồi đó nó khớp lên rồi thì coi uh, USDT của mình á nó sẽ nằm ở trong cái phần uh, cái vị spot thì mình sẽ vô trong cái vị uh, chọn spot ở đây là cái vị spot hay còn gọi là cái vị giao ngay của mình thì khi mà mình bán Bitcoin xong là mình lấy được cái đồng USDT thì nó sẽ nằm ở trong cái vị này rồi sau đó thì mình sẽ chọn chuyển để mình chuyển nó lên trên uh, từ cái vị Fiat and Spot này mình chuyển vô trong cái vị Funding đó mình sẽ chuyển vô trong này uh, mình chọn cái đồng coin này USDT là mình chọn số lượng coi một chuyện mình chọn xác nhận thì nó sẽ chuyển coi vô trong cái vị phân của mình đó thì mình chuyển như vậy thì coi nó sẽ có trong cái vị phân của mình lúc này thì mình sẽ bắt đầu để mà mình bạn cái đồng duyệt đó ra tiền việt được ở trên bàn p2p thì muốn giao dịch được thì mình phải chuyển coi vô trong cái vị phân trước khi mà mình giao dịch Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn anh em đặt lệnh để mà bạn USDT ra tiền Việt ở đây thì mình đầu tiên thì mình sẽ nhập cái số tiền việt mà mình muốn bán giả sử đây mình bán 600 USDT thì quy ra khoảng là 15 triệu tiền việt thì mình sẽ nhập vào đây là 15 triệu thì anh em thấy nó sẽ ra những cái thương nhân mà nó sẽ có trong cái khoản giải hàng của mình là 15 triệu đó thì đầu tiên là mình sẽ có cái phần giải hàng này thì nó sẽ nằm trong cái vùng mà mình muốn cả thứ hai là mình sẽ chọn trong danh sách này những cái người mà nó có nhu cầu uh, phù hợp với cái nhu cầu giao dịch của mình thì mình sẽ chọn một trong số những người này ở đây khi mà mình chọn được thương nhân rồi thì mình sẽ vô trong là bảng USDT thì mình cần kiểm tra là một vài cái thông số này nếu mà thấy đúng với yêu cầu của mình rồi thì mình định với cái phần là nạp thêm tiền thì mình sẽ chọn chuyển tiền mình sẽ chuyển đến cái vị funding này mình mở giao dịch được thì mình sẽ chọn từ cái vị Fiat and Spot và mình chọn đến vị funding sau đó chọn đồng coi ở đây và nhập số lượng tiền mà mình muốn bán xác nhận rồi sau đó thì mình sẽ chọn là số lượng coi muốn bán ví dụ đây mình chọn 600 lúc này thì mình sẽ thấy là nó sẽ quy ra thành tiền việt ở đây cho mình và mình chọn bảng usdt ở đây lúc này là mình đã đặt lệnh thành công ở đây thì mình cần phải uh, chờ người mua thanh toán thì người mua sẽ có 15 phút để thực hiện cái việc thanh toán cái số lượng tiền này đến cái tài khoản của mình rồi sau khi mà mình chờ vài phút thì bên kia họ chuyển tiền qua cho mình thì nó sẽ hiển thị lên cái thông báo như vậy thì mình sẽ phải vô trong cái tài khoản của mình để mình kiểm tra xem có tiền ở trong tài khoản chưa mình cần kiểm tra cái số tiền là 15 triệu 067 800 đồng này rồi thì sau khi mà mình mở app lên thì mình sẽ xem ở đây nó sẽ có cái cái số tiền mà họ vừa chuyển ở đây tức là mình đã nhận được tiền rồi rồi như vậy mình khi mà mình nhận được tiền rồi thì mình sẽ chọn là đã nhận được tiền thì mình sẽ xác nhận nhận tiền rồi, như vậy là kết thúc cái giao dịch còn trường hợp mà nếu như mà họ không có mà không có chuyển tiền cho mình mình không có khi mà mình mở tài khoản lên mình không có nhận được tiền thì mình sẽ có cái nút khiếu này đây đó nó sẽ cho mình khiếu này sau 6 phút nữa đó thì mình chờ nếu như mà không có phản hồi từ cái người bạn này đó không có phản hồi từ người này thì mình có thể uh, liên hệ ở đây để mà mình nhắc họ giao dịch còn nếu không được nữa thì mình có thể chọn vô đây để mà khiếu nại về sang thì anh em cứ yên tâm là mình uh, sang họ sẽ đứng ra trung gian cho mình mình không có mất tiền nếu như mà mình uh, thực hiện đúng về cái yêu cầu của sang đưa ra thì mình không bị mất tiền đó rồi thì sau khi mà mình đã nhận được tiền rồi thì mình sẽ chọn vào đây nhận được tiền rồi uh, rồi xác nhận này rồi như vậy là giao dịch là mình sẽ xác uh, minh hai cái bước này nữa là xong